Rồi, chào bà con nha. Nay thì bà con có anh NF90 nè. Anh NF90 có đề nha bà con. Đây, anh NF90 có ngựa, chín ngựa có đề. Đẹp cực kỳ bà con ơi. Quá đẹp luôn. Thùng sới là hà 36 lưỡi, 26 lưỡi bà con. Thùng sới 26 lưỡi luôn nha, lưỡi bự nha, lưỡi dài nha, lưỡi nhiều nha. Thùng sới là 26 lưỡi luôn. Quá bự luôn. Thùng sới là dài lắm nha bà con. Đây đo dài thùng sới rồi. Đây thùng sới dài nhiêu mét nha. Thùng sới dài 1m1 rồi bà con. Đây thùng sới dài 1m1 luôn. 26 lưỡi thùng sới dài 1m1 nha. Đây. Thùng sới dài 1m1 rồi bà con, 26 lưỡi. Dài 1m1, quá bự luôn. Đẹp cực kỳ bà con ơi. Mới trong thùng luôn. Đề nhẹ có chạy nha bà con. Anh F90 có đề luôn nha. Cái đèn luôn nè. Đề nhẹ là chạy nè. Ngon bà con. Ngon nè. Đề rất là nhẹ chạy. Chạy rất ngon bà con. Hai mươi sáu lưỡi luôn, đề nhẹ chạy luôn, máy còn đẹp thì đẹp bà con ơi, thùng sới bự luôn, thổi dế luôn, hai mấy lưỡi, 26 lưỡi là quá ngon rồi, đẹp cực kỳ, có bình vừa trình vừa sạc vừa đề luôn, đối người lớn tuổi này nè, à, khỏi cần quay cho nặng nề luôn, bấm đề là chạy thôi, đây thùng sới 26 lưỡi thôi, dài 1m1 bà con, thôi luôn. Có đề bọng luôn, alo. Đẹp cực kỳ nha bà con, bấm đề là chạy thôi. Rất ngon. Thùng sới chà bá dài con 11m6 nha, lưu găng bọng đầy đủ vậy con, sới rồi quá trời đẹp luôn. Tôi si đây cầm tôi thắng mới chát bà con ơi. Đề nhẹ là chạy luôn nè. Hấp bình nè. Cái này phải không ăn bình. Con đề mỗi cái luôn nè. Đề rất im rồi con. Đề mình cấy luôn nè, đề sắp giới luôn con. Đề pha tốt luôn nè. Nó đã luôn. Đi ra mới tối luôn. Anh này hết 90 nha. Đi ra 85. Nước cổng rồi con luôn nè. Chạy rất nhiều bà con ơi. Nó chạy rất lã nè, 2F90 luôn nha. Chắc chát bà con ơi. Quá đã luôn. Thùng sới cực kỳ bự luôn. 26 lưỡi dài 1m1. Đề có đề con tự động sạc bình luôn nè con. Đây bà con mua bình nhỏ để đây nè. Mua bình chừng 30A để đây vừa nè, có sạc bình rồi đây luôn nè. Có đồ khóa bình lại luôn bà con. Đây, khóa bình lại luôn nè. Có sẵn bà con mua về bỏ vô thôi. Anh là F90. Đây là chín ngựa. Lưỡi sới là 26 lưỡi. Thùng sới dài 1m1.
đẹp cực kỳ bà con ơi, nguyên vẹn luôn, bánh bỏng đầy đủ bà con, đèn đuốc đầy đủ luôn. Rất đẹp nha, đèn đuốc đều có luôn nha. Thử cái cho bà con coi nha, đây không tắt đèn nữa đây. Nhảy bà con. Quá đẹp luôn, hết chỗ chê luôn, mái đẹp nè con, mới về chưa chọn rửa đó, nhà này cũng đẹp, quá trời mái này đẹp. Rồi con nào có nhu cầu luôn nè, không có.